Hơi. Xin chào quý vị các bạn, mình đang có mặt tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đi qua cây cầu chờ kiếm tấm hình sống ảo ngay để lấy cái background cánh đồng lúa vàng đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Hôm nay thì mời quý khán giả mình đi tìm đến nhà của một cái chú tên là chú Lịnh. Chú Lịnh ở tỉnh Bạc Liêu này thì mình tìm kiếm thông tin đó, mình biết là chú là một cái người mà nghệ nhân đờn ca tài tử. Nói chung nói chính xác là một thầy đờn thì đúng hơn. Và chú đã gắn bó với cái công việc này rất là lâu. Nếu mà nói là có thể nói chú là một cái cao thủ. Nếu mà nói là cao thủ đàn hát đó, nhưng mà chú là nghệ nhân mà đờn. Thành ra hôm nay mình tới đây thứ nhất là tìm hiểu về cái công việc của chú nè, đời sống của chú nè, phải lại tìm nhà của chú. Cái hai nữa mình xem thử là xem chú có phù hợp với một cái nội dung, một cái chương trình mới mà sắp tới đây sẽ được giới thiệu đến quý vị các bạn. Chương trình đó là gì chưa có tiết lộ được nội dung nó như thế nào, nhưng cái chương trình nó có cái tên là show diễn cuộc đời. Cuộc đời này ai cũng mong muốn mình có một cái live show, mini live show của mình một lần, nếu như những người đó là những người đam mê, có khát vọng làm nghệ thuật và có tài năng nghệ thuật. Đây là nhà của chú. Nằm ngay bên bờ kênh luôn. Dạ anh Lịnh hả? Nói chú tưởng. Trời ơi mấy đứa này nó nói chú mình nghe tưởng chắc lớn tuổi lắm, chắc anh nhỏ hơn mình, chắc nhỏ hơn mình rồi. Nhỏ em là 43. Mới 43 hả? Vậy là nhỏ hơn mình rồi. Em đâu biết anh đúng không? Cũng có thấy trên TV với YouTube rồi. Em tên đầy đủ là cái gì? Biện Công Lệnh, ở đây biển. Lệnh mà trong giấy thì nó để là Lệnh. Biện Công Lệnh. Biện Công Lệnh, Lệnh hả? Ở đây người ta gọi là Lệnh. Lệnh là giống như L-I-N-H. Còn trong giấy là Lệnh, là Biện Công Lệnh. À, quý vị các bạn thân mến, chuẩn bị cho một cái show mà tiếp theo sau tiếng rao thì sẽ có một cái show mà mình nghĩ rất là thú vị, đó là cái show diễn cuộc đời. Và mình đang đi tìm những cái nhân vật tương tự như anh Lịnh đây, tức là rất là đam mê, rất là có khát vọng, đam mê khát vọng và có tài năng về nghệ thuật đó, và chưa một lần, nhưng mà chưa bao giờ có điều kiện để bước lên sân khấu lớn, cũng chưa bao giờ có điều kiện để nghĩ tới một cái mini live show của cuộc đời mình. Và đó cho toàn bộ đó chính là ý tưởng của cái chương trình này. Còn chương trình này được thực hiện như thế nào thì quý vị các bạn chờ xem nhé. Ủa anh nghe nói em sắp sửa đi ấy đúng không? Đi diễn hả? Đúng rồi, chơi rồi, nhưng mà có một cái là đời đời dự gán đợi. Chết chà, hôm nay em đi diễn đâu vậy? Ở trong chỗ hơi bên chỗ xã Châu Hưng. Xã Châu Hưng hả? Cho nó đi show gì đi. Cũng đợn show đám dỗ à. Show đám dỗ. Show đám dỗ. Đi show đám dỗ. Trời ơi, đi show đám dỗ đám cưới đâu vậy hả? Dạ. Em đần cổ hay đần đần cổ. Em đần cổ hả? Đần phím lõm hay là đần gì? Đần guitar phím lõm, bên cổ thì đần được như guitar phím lõm nè, kìm, sến, rồi cò. Nhiều vậy luôn hả? Em chơi được mấy nhạc cụ hết thầy? 4 nhạc cụ là chơi thường. Bốn nhạc cụ chơi thường. Thôi tranh thủ đi để cho anh trước khi anh đi đám dỗ nè. Anh đi chạy show đám dỗ, nhưng mà đi đám dỗ đương nhiên là sau đó là cũng phải có mời ăn đám dỗ đúng không? Nhưng mà là Lịnh bị cái này chắc từ số bại liệt từ nhỏ ha? Sao? Nhỏ hồi đó biết đi rồi cũng bệnh ban á. Lúc mấy tuổi độ chắc khoảng 3 tuổi. Ba tuổi đi dạy đâu được. Hôm nay em 42? 43. Vợ con gì không? Dạ vợ con, con trai. Ồ con trai lớn á hả? Ồ chào con. Nay nhiêu tuổi con? Nay con mới 18 tuổi. Mới 18 tuổi hả? Ồ. Nhà đây nhà vợ hay nhà em? Dạ nhà gia đình của em. Nhà gia đình của em hả? Rồi giờ là sắm bằng ngày là chạy show thôi, đi show. Dạ đi show với cũng cộng tác cho trung tâm quá tỉnh đó. Làm ở ngoài huyện Bình Trị thì thường. Thường show về kiếm được nhiêu tiền? Thì nói chung người ta cho nhiêu cho? Không, cũng có quy định. Quy định như
thường thường đi một sức vậy đó là 3 tiếng vậy là 400 ngàn là ra ngoài. À. Còn nếu thi cử cho trung tâm thì thôi cái đó không tiền nha, cái đó cũng tiền cũng có thù lao rồi này nọ. Nhưng mà thù lao không nhiêu đâu. Chỉ đi show thì đỡ hơn. Và 400 mà có tiền tiếp không? Người ta có cho tiền tiếp, tiền bo được không? Có. Nhưng mà đâu phải nhà nào cũng có show đúng không? Thì nói chung cũng có hoài à. Ừ. Liên chừng chết nghỉ ngày thì đi có. Trước giờ em đi đờn, em có đờn cho nghệ sĩ nào mà lớn lớn không? Ví dụ như... Ở dưới vùng này thì nếu mà nghệ sĩ xuống vùng Sóc Trăng này thì em đờn được thường nhất. Hạn như Thanh Tấn nè, Cẩm Tiên, Châu Thanh, rồi Phượng Loan rồi đó. Trời ơi, toàn là... Thành Tuấn, Cẩm Tiên, Tấn Giao đồ này nọ. Ồ, trời ơi, vậy là nghệ sĩ lớn không gì nữa. Chà, nếu mà quý vị bạn nghĩ thử, nếu mình làm một cái show cho ảnh, nhưng mà ảnh là trung tâm nha, rồi các anh chị mời các anh chị kia ủng hộ cho ảnh là chắc có lý rồi nha, đúng không? Thôi chắc thôi, không làm mất thời gian của em nhiều ha. Thôi anh nhờ em làm vài ngón đờn tặng khán giả một cái. Đờn thử nha. Đờn gì cũng được hết. Lấy đâu, ở đâu? Là em đi thì phải có cái xe đẩy hả hay sao? Em tự chạy xe ba bánh thôi. Tự chạy xe ba bánh luôn? Dạ, xe được đấy. Ồ. Đó là guitar phím lõm nè. Bà con thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đó. Đặc biệt các bạn trẻ này có nhiều khi là chưa bao giờ thấy cái guitar phím lõm luôn đúng không? Guitar bình thường là cái này nó bằng cái guitar phím lõm thì nó mới đánh được đờn cổ. Giờ mình đờn gì? Đấy, bài gì cũng được ấy. Em đờn cái bài gì mà nó quen thuộc chút á. Nghe cái viết liền. Nè, một lốp giọng trung lan đây ha, với hai con cổ này ha. Rồi đúng rồi. Chụp đi ảnh, chụp nhiều ảnh vào, chụp ngang, chụp dọc, chụp...
Rồi. Rồi, cảm ơn em đó. Dạ, quý vị các bạn thân mến, một chút xíu, một vài phút thôi, để chúng ta thấy được cái một chút hé lộ một chút tài năng của anh Biền Công Lệnh nha. Còn sắp tới nữa thì hy vọng rằng là anh cùng với anh Định sẽ có một số nhân vật giống như vậy. Thật ra tài năng thì khó nói lắm, tài năng thì nói chung là vô giới hạn. Mình cũng khó có thể nói được là tài năng là như thế nào là tài năng và như thế nào mới thực sự là đỉnh cao. Không? Ở đây thì chúng tôi, cái chương trình show diễn cuộc đời của Colorman không có hướng đến việc là chúng ta chỉ tôn vinh cái tài năng mà đỉnh cao, mà đâu đó có những người đam mê nghệ thuật và thật sự là có tài năng. Còn tài năng như thế nào thì thật sự nó là một cái gì đó, nó vô giới hạn. Cái cảnh giới của tài năng nó cao lắm, cho nên chúng ta khó mà hiểu được. Nhưng mà mình thông qua cái chương trình này thì mình muốn đưa những cái nhân vật giống như anh Lịnh, là những người luôn luôn ở đằng sau sân khấu. Anh này, nói chung là có thể là anh tham gia rất là nhiều nơi, ra đánh đàn cho rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà hầu như không ai biết anh hết. Rồi anh vẫn ngày ngày anh vẫn đi làm những cái công việc như là chạy show đám cưới, đám giỗ, nói chung đám gì cũng chạy hết. Thì đó, chung quanh chúng ta luôn luôn có những cái con người như thế này, mình hay gọi là cao thủ. Mình hay giỡn đùa với các bạn là đâu đó trong cuộc sống chúng ta luôn luôn là có những cái cao thủ đàn hát giống như anh Lịnh. Có người thì là nông dân ngoài đồng, có người thì khiếm khuyết về hình thể, có người thì khuyết tật vân vân. Nhưng mà tự chung lại là tất cả những nhân vật của show diễn cuộc đời là những người hết sức đam mê với nghệ thuật, hết sức đam mê với cuộc sống. Và thật sự thì cái tinh thần mà ở các nhân vật của mình, đó là nhân vật họ luôn luôn quyết tâm sống lạc quan và vượt qua số phận của mình. Đó, còn hoàn cảnh thì ở đây Carmen cũng chia sẻ với quý vị các bạn là cái show diễn cuộc đời này chúng ta không có nhất thiết là hướng đến những hoàn cảnh quá khổ, quá nói chung thê thảm, không phải. Mà mình hướng đến tìm đến những cái người mà có thực sự có tài năng và còn ẩn danh, còn chưa nhiều người biết mặt. Và cái khát vọng lớn nhất của những người làm nghệ thuật là được một lần lên sân khấu dù lớn, sân khấu dù nhỏ, hoặc là một cái mini live show, một cái show diễn gọi là một cái live show cuộc đời mình, cho dù một lần trong đời, đó là khát khao lớn nhất. Và mình thấu hiểu điều đó, cho nên là Carmen nghĩ ra ý tưởng này và hy vọng là mình sẽ tổ chức. Còn tổ chức cụ thể như thế nào chắc chắn thì còn phải nhiều điều để bàn lắm. Và mong quý vị và các bạn, nếu yêu thương Carmen, yêu thương những cái con người như thế này, những tài năng, những cái cao thủ, mình gọi là những cái cao thủ ẩn danh của mình như thế này, thì quý bà con cô bác chia sẻ thêm để cho mình biết thật nhiều nhân vật nữa. Bởi vì mình tin chắc rằng đâu đó trong ngóc ngách của cuộc sống, trong ngóc ngách của cái cuộc sống thường ngày của chúng ta, có rất nhiều nhân vật rất là xuất sắc, rất là phải nói là quái kiệt á, mà chúng ta chưa phát hiện ra. Thôi hôm nay buổi trò chuyện ngắn này chị xin được khép lại tại đây, tại vì còn nhiều câu chuyện sẽ phải trao đổi với ảnh nữa. Mà trong bây giờ thời gian có hạn rồi, ảnh chuẩn bị anh chạy show, chứ trễ show là bị trừ tiền chết luôn á. Trễ show bị trừ tiền không? em đàn được bao nhiêu năm rồi? Hồi xưa có học không? Tính ra cũng hai mấy năm. Hai mấy năm, mình có học hành gì không? Nói chung hồi đó thì cũng đi theo, có theo thầy bài gì không? Nghiệm thôi, thường nghe mấy cái chú đồ đàn diễn rồi về. Nói chung tự học trong la vô thu băng đồ này nọ đó. Rồi sau bài bản thì ví dụ mình hiểu thêm chút đỉnh cái mình học sách vậy. Vậy hả, tự học hết? Tự học hết đó. Tự học vậy không gọi là tài năng chứ là cái gì? Đâu phải ai muốn tự học cũng học được, đúng không? Nếu mà tất cả, thứ nhất là tự học là cả một cái tinh thần. Hầu hết chúng ta học trường lớp đàng hoàng, cơm cha áo mẹ mà học còn không nên thân nữa chứ đừng nói đó mà tự học. Rồi thôi anh chắc xin tạm biệt em ha. Rồi con tí quà cho em trước đi. Đó. Ủa đâu rồi? Đây con tí quà gửi em nha. Đó, coi như là chạy trước show cho em. Rồi. Qua kia là coi như là này là show, xem như show này show mở hàng đi. Và show kia là show thứ thấy ngại không? Không có gì. Không có ngại cái này. Thôi coi như mình lấy lọc của anh may mắn nha. Rồi. Ok, vậy ha. Còn cái sắp tới thì có gì bên chỗ bé Nga trợ lý của anh nó sẽ liên lạc với em. Để cái cách mình sẽ bàn sâu về nội dung, về cách quay làm sao để thật sự có một cái chương trình nó thật sự thú vị. Cái này là chương trình truyền hình đó. Nhưng mà chưa biết là có hy vọng là sẽ được lên sóng truyền hình HTV7 rồi cùng phát trên kênh YouTube của Colorman. Còn nếu mà mình không có duyên để lên truyền hình thì hy vọng rằng lên cái kênh truyền hình của Colorman chắc cũng nhiều người coi lắm rồi. Nhưng mà hy vọng là chương trình này sẽ lên sóng HTV7.
Thì câu chuyện là như vậy, là nói chung là anh nói sơ sơ chắc em hiểu rồi ha. Dạ. Rồi chỗ Nga sẽ trao đổi em thêm, rồi tụi anh xuống sắp xếp quay thêm tư liệu mấy hình ảnh của em nữa nha. Rồi còn anh tổ chức thì hướng tổ chức thì chắc anh sẽ tìm một cái bối cảnh nào đó, làm một cái sân khấu riêng cho em, rồi em mời các anh chị nghệ sĩ xuống, rồi coi như là show đó em là nhân vật trung tâm vậy ha. Yeah. Chơi ha. Yeah. Rồi bắt tay một cái hứa rồi nha. Rồi thôi chúc em ngày vui vẻ nha, ngày cuối tuần vui vẻ ha. Rồi anh chào tạm biệt quý khán giả. Uống với gia đình miếng nước đi. Dạ rồi cho anh cái nước. Là đẩy xe ra xong em tự đi luôn. Ồ, đọc kìa. Ờ, được rồi. Trời, nguyên bộ đồ nghề đó, còn còn có cái gì vậy? Nhiệt quá trời vậy. Cái tê cái mười cốc đạp đó với cái đó. Còn này để nhà đúng không? Rồi tạm biệt Lĩnh nha. Ok. Rồi chúc anh em về được lộ ha. Rồi cảm ơn em nha. Rồi hẹn gặp lại. Yeah.